chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm món bánh dừa vừng rất là thơm và bùi các bạn ạ. Bây giờ chúng mình cùng làm nhé. Nguyên liệu để làm món bánh dừa vừng gồm có 200g bột mì, 250g dừa nạo, một hộp nước cốt dừa nhỏ, loại này là 160ml các bạn ạ, một hộp sữa tươi, hai hộp sữa đặc. Sữa đặc này có các bạn nếu mà không có thể thay thế bằng đường nha. Đường thì 80g đường. Và một quả trứng gà, 80g vừng đen. Đầu tiên mình sẽ đập trứng cho vào bột mì. Sau đó các bạn cho dừa nạo vào. Chúng ta sẽ trộn luôn cả hỗn hợp này. Cho vừng đen, sữa đặc, các bạn ơi, mình sẽ cho nước cốt dừa vào cùng luôn. Sau đây chúng ta trộn đều tất cả lên nhé. Nếu các bạn thấy đặc thì chúng ta sẽ cho thêm một chút sữa tươi. Sữa tươi này là chỉ để cho giảm thêm thôi các bạn ạ. Nếu đặc hay loãng thì chúng ta cho vào tùy thôi. Còn mấy nguyên liệu chính là như vừa nãy nha. Mình đã quấy đều rồi, bây giờ mình sẽ cho lên chiên. Các bạn để lửa vừa nha. Các bạn chiên đến khi vàng giòn là chúng ta cho ra ăn được nha. Mùi khá là thơm các bạn ơi. Các bạn cố gắng lật đều cho bạn đỡ cháy. Khi nào vàng giòn thì chúng ta cho ra luôn. Các bạn ơi, vậy là miếng này đã vàng đều rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra nhá. Vậy là đã xong được một miếng. Làm bánh này khá là nhanh các bạn ạ. Các bạn ơi, như vậy là mình đã chiên cái bánh cuối cùng rồi nha. Hết rồi. Đây các bạn ơi, đã hết bánh rồi.
Các bạn ơi, mẻ bánh cuối cùng chúng ta đã xong rồi. Bên mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa nha. Món bánh dừa chiên vừng của chúng ta đã xong rồi. Rất là thơm và hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nha. Các bạn, xin mời các bạn. Rất là thơm. Mình sẽ ăn thử một miếng. Nhưng mà khá là nóng các bạn ạ. Cảm nhận đầu tiên khi mình ăn món bánh dừa vừng đó là món bùi bùi của vừng kết hợp với cả bùi bùi của dừa. Hai cái bùi kết hợp với nhau các bạn ạ. Rất là thơm. Và độ ngọt của bánh cũng vừa phải, không ngọt lắm. Đối với món này thì các bạn ăn vào những ngày mát mát thì rất là tuyệt vời. Các bạn ơi, các bạn có thể tự tay làm cho mình những chiếc bánh dừa vừng thơm ngon chiêu đãi cả nhà mình nhé. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!